Hello anh em nhá, bây giờ là 17 giờ các bác nhá, ngày 16 tháng 11 các bác. Đây là đơn hàng buổi chiều của nhà em đi này các bác này. Đấy, đang đóng hàng cho các bác nhá, mặc dù rất là tối nhưng mà vẫn có phải đóng hàng để kịp gửi cho các bác nhá các bác nhá. Đây này. Đấy, đây là đơn buổi sáng nha các bác nhá, 1kg mi này, còn rất là nhiều phiếu đâu nhỉ. Anh vừa thấy nhiều lắm mà. Đây này. Đây nè các bác này, đấy, phiếu còn rất là nhiều đây nhá. Đấy. Phiếu này. Đấy, mi này. Đấy, còn rất là nhiều nha các bác nhá. Đang đóng hàng cho các bác thì cứ bên em, sản phẩm bên em là cứ có một gói kia là 2 lạng các bác nhá. Đấy, 1 cân là như vợ em đang đóng đây là 5 gói. 5 gói là 1 cân các bác nhá. Đây là những đơn của anh em này. Những đơn của anh em thì cái này em chỉ có mã vận đơn ở đây thôi, không có người gửi. Mã vận đơn còn cái thông tin của người gửi thì ghi hết trên app rồi các bác nhá. Đây này. Thì thông báo với anh em là cái chương trình mà tặng cầu cho chim họ mi thì cũng hết rồi các bác nhá. Bởi vì 50 đơn cám, hơn 50 đơn cám đấy các bạn. Nhưng mà cũng đã hết rồi. Thì đây tất cả những cái đơn cám mà em đã hoàn thành trong buổi hôm nay. Và còn một số anh em nữa thì sáng mai em sẽ đi đơn nhé các bác. Chú ý là khi các bác đặt cám bên em thì các bác đặt sớm sớm một chút cho em để em đi trong ngày nhé các bác nhá. Nhiều khi có những bác đặt muộn quá thì em phải dành lại hôm sau. Đây ví dụ đơn này là không biết là đơn họ mi hay đơn gì đây. Như các bác được tặng cầu các bác nhá. Đây này các bác có thể thấy là đây như em nhà em thì không có hàng tồn. Vì là nó thật sự các bác là cái máy móc sản xuất thì nó cũng chưa được nhiều. Hôm nay thì em sẽ đón thêm một cái máy nữa về để sản xuất cho đủ tịt kiến trình cho các bác nhá. Đây này, như có những bác này lấy mi lấy khiếu, như bác này lấy 2 cân luôn này. Thì nó chỉ có mã vận đơn thôi các bạn. Thì rất là cảm ơn anh em đã tiên dùng cái sản phẩm cá bên em nhá. Thì cái sản phẩm cá bên em thì gồm có cám khiếu, cám mi và cám chòe. Thì sắp tới đây em sẽ ra thêm cám màu nữa các bác nhé. Thì anh em mà cố gắng, anh em nào chưa có màu thì có thể là ủng hộ em sau. Đấy, thì cái cám này đây là một con một cân này, đây là một cân này, một cân này thì một con chim họa mi nó ăn hết khoảng tầm gần một năm, tầm khoảng 8 tháng đến là 10 tháng mới hết một cân nhé các bác nhé. Tùy từng con chim, có những con chim nó ăn rất là khỏe, có những con chim nó ăn này cũng cảm thấy không được khỏe nó như đây con là người. Cám tặng nhá. Còn đây là cám tặng các bác nhé, đây là cám tặng các bác. Cẩn thận như nhau. Còn tất cả các bác yên tâm nhá. Đấy là vợ em đang nói đấy, cái hàng tặng và cái hàng mua thì các bác cứ yên tâm là em đều làm mà chuẩn chỉnh như nhau các bác nhá. Đây là cái hàng tặng. Đây cũng là cái hàng tặng và đây là hàng mua đấy, cám mi nha em, chỉ còn bằng này thôi. Thì anh em chú ý là nếu anh em nào đặt đơn hôm nay muộn quá thì sáng mai em sẽ gửi cho các bác nhá. Sáng mai em sẽ gửi cho các bác thì em xin phép là báo giá cho các bác về những cái sản phẩm cá bên em nhé. Cái cám họa mi này ấy, thì là 200.000 một kg các bác nhá. Còn cái cám khiếu này là 160.000. Còn cám chòe thì đang ở đâu đấy nhưng không ấy, cám chòe thì là 100. Cám chòe đây là cám chòe số 2 này, cám chòe này là 300.000 một cân. Còn cám chòe số 1 thì là 250.000 một cân các bác nhá. Đấy, anh em cứ thoải mái lựa chọn. Đấy, cái dòng sản phẩm cám mi này, đặc biệt là cám mi này này là 200.000 một cân, nhưng mà cái cám mi này rất là nhiều anh em phản hồi tốt này. Nói chung kể cả cám khiếu này, cám khiếu ăn phân rất là quân. Thì ngoài ra mà anh em nào muốn sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm cá bên em ấy thì các bác có thể nhắn tin qua cho em nhé, em sẽ gửi cho các bác theo như thế này. Đây là một gói mi trải nghiệm này các bác này. Đây là một gói mi trải nghiệm, khi mà em gửi cho các bác thì các bác nhận hàng nó như thế này. Thì các bác phải thanh toán 30.000 tiền ship, còn cám thì bên em tặng nhá. Mục đích gửi cho các bác để các bác cầm cái gói cám như thế này, các bác thực tế hơn, các bác trải nghiệm thực tế hơn. Bởi vì khi mà anh em chúng ta cầm tận tay mà, cầm tận tay thì bao giờ cái sự trải nghiệm nó là cái điều tốt nhất rồi. Thì em muốn dành cho các bác là như vậy. Thì anh em nào có yêu quý em nhé thì ủng hộ em theo những cái số điện thoại như này. Đặt cám thì theo số điện thoại như này nhé, 0974648999 nhé. Cái số này thì em có cả Zalo, Facebook các bác nhé, và YouTube nữa. Các bác gõ lên các sẽ thấy em thôi. Em xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng tiếp để gửi cho tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye tất cả các bác nhá.